tâm của thành phố Đà Nẵng. Hôm nay mình đang có mặt tại đường Tấn Long của thành phố Đà Nẵng. Mình đang sẽ đứng cho tiệm Đức Khang xe hậu quay một trung tâm nhóm xe ô tô có khả năng. Bây giờ mình sẽ hồ sơ về một bạn thôi. Một bạn này á, để làm tiệm ô tô á, bạn chúng ta là 6m lên, chúng ta mới làm được cả cái căn. Bạn bên ngang là 6m, rất là rộng, rất rộng. Mình sẽ MC. Đây mọi người nha. Đây máy này rất là được cải tiến rất là mạnh. Đó, ok. Trong này các bạn xem quay xem. À đây là biển của cái tài cơ này, các bạn xem quay. Thank you.